Hello em, chào mừng em trở lại với kênh bơm thủy lực Phan Cảnh Dinh. Hôm nay mình giới thiệu loại bơm 20 lít hàng Ý, Italy. Loại này bê tông của nó 16 ly, nhưng độ cống của nó khoảng 20 độ. Lưu lượng 20 lít. Đường kính trục của nó là đường kính cột của nó là 25 ly. Hàng đẹp như mới. Đây là hai lỗ dầu, hai đường dầu của nó. Cái này anh em dùng để chế máy ép phế liệu, là dùng xe cho xe cậu nhỏ 2 tấn rưỡi là ok, 2 tấn rưỡi cũng ok. Số 20 này là 20 lít, lưu lượng của nó là 20 lít, 20 lít trên 1 phút, vòng tua tại vòng tua 1000 vòng. Đây. Sản xuất tại Italy, 20cc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại mình đặt trên màn hình nhé. Anh em chỉ cần liên hệ theo số điện thoại mình đặt trên màn hình, vì khi anh em comment vào video thì khi mình trả lời thì hình như nhiều anh em phần lớn là anh em không đọc được, nên anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại mình đặt trên màn hình, mình sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn cho anh em. Hàng cổ Ý thì nhìn vẻ ngoài thì rất chắc chắn, nhìn rất dày cơ. Loại này cũng 20cc, hàng Ý luôn. Rất đẹp. Bên mình giao hàng toàn quốc luôn. Bên mình có đủ loại lớn nhỏ, anh em cần loại gì thì để lại số điện thoại ở phần comment, hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại mình đặt trên video thì mình sẽ gọi trực tiếp tư vấn cho anh em. Video sau mình sẽ tạt con này cho anh em xem, tạt tay đơn giản thôi, không cần phải tạt máy đâu đâu, vì bơm này, những con bơm này thì tạt tay mà hụt tay là chắc chắn dùng sẽ rất ok, đảm bảo báo giá, báo sai báo ập cho anh em, không cần phải lắp lên máy mệt tẹt đồng hồ đồ câu kỳ đâu, nên mình đảm bảo như thế, ok chào anh em.